Yo, hello anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái đội hình rất là mạnh của Purina. Có thể nói là cái đội hình giác vàng đó. Mình có cái khái niệm giác vàng từ thời Ayaka đúng không? Giác vàng có nghĩa là cái team đó rất là mạnh và cũng rất là đắt tiền luôn. Tại vì cái team sử dụng toàn là nhân vật 5 sao. Thì như mọi người là đều biết là con Purina là một con hệ thần. Thì con hệ thần thì gần như là cái giá trị sử dụng nó rộng lắm. Nó chơi được cho mọi team luôn. Nói chung team nào cũng ngon hết. Nhưng mà ngon nhất thì chỉ có một thôi. Đó là đội hình Purina New Village Kazuha với lại Bayou. Trời ơi, cái team này coi như là nó phải nói là nó tối ưu nhất cho Furina luôn. Tại vì cái team này sử dụng tới ba nhân vật búp sát thương khủng khiếp của nhất của game này. Đầu tiên anh em thấy không? Con Kazuha là con búp sát thương rất là mạnh của game này. Sau đó tới Furina cũng là một con búp sát thương mạnh và Bayou cũng có khả năng búp sát thương. Bên cạnh đó là hai cái nguồn hồi máu rất là dồi dào giúp cho cái việc mà đẩy cái stack điểm náo nhiệt của Furina lên rất là nhanh. Đó là con New Village này nó cũng có tự New Village nó tự heal được rất là nhiều. Rồi Bayou nè, Bayou heal liên tục theo thời gian nè. Thực ra Thủy Thần cũng heal được nhưng mà Thủy Thần thì mình không có dùng heal. Cho nên là mình dùng hai heal đó, dùng tặng hai heal và ba nguồn bóp sát thương dẫn đến cái sát thương đầu ra của team cực kỳ lớn luôn. Bây giờ mình sẽ tua chậm lại cho anh em coi cái cách combo ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vô nói những cái lưu ý khi mà xài team này ha, cách combo cũng như là những cái điểm mạnh điểm yếu của nó đó. Thì đầu tiên mới vô combo là mình sẽ dùng chiêu E của Thủy Thần trước. Tại sao lại thông thường thì mọi người hay dùng Q rồi E đúng không? Q xong nó hết năng lượng, dùng E thì nó có thêm hút mana để tối ưu mana. Nhưng trường hợp Thủy Thần thì mình phải E trước nha anh em. E trước chi đi cho mấy con đệ ra nó bắn bắn bắn. Và khi để bắn thì mình bị mất máu. Mất máu thì sau đó mình bật chiêu Q lên là cái mình có được vài sắc điểm nó nhiệt liền ha. Rồi E xong Q. Rồi, sau đó tới New Village E Q nha anh em. New Village chứ không phải Kazuha. Thông thường đối với những đi bình thường thì mình sẽ dùng Kazuha trước để sẵn có thủy mình khuất tăng thủy, giảm kháng thủy và tăng búp sát thương thủy. Nhưng mà trong trường hợp này mình chưa có dùng Kazuha đâu. Ta dùng Kazuha sớm quá thì cái búp giảm sát thương của bốn hình màu xanh nó mau hết. Chứ là bây giờ cái đam EOE của con Neville này nó không có lớn gì cả. Nó đâu có lớn đâu, mình đâu cần sát thương gì, mình chỉ thả ra lấy hạt để giúp mình trọng kích thôi ha. Rồi, sau đó rồi mình tới Bayou. Mình vẫn chưa có xài tới Kazuha nha. Bayou lúc này chi? Bật quy lên. Quy E luôn. Cái đó mình hơi quên kìa. Rồi, cuối cùng mới tới Kazuha. Kazuha là cái giai đoạn cuối cùng ha, tại chi để mình dùng Kazuha xong cái sau đó mình chuyển qua New Village. Con New Village đứng sân khá là dài. Nó mình mà xài Kazuha sớm hồi nãy thì một chút mình không có được tận dụng hết được cái búp tăng sát thương thủy của Kazuha và cái giảm kháng thủy của bóng hình màu xanh ha. Cho nên mình phải để Kazuha cuối cùng luôn. Rồi. Rồi, bây giờ cuối cùng là mình sẽ cho New Village ra. Rồi. New Village này mình sẽ chơi được ba cái trọng kích một lúc nha. Tại trên sân lúc này rất là nhiều hạt. Cái số lượng hạt này đủ cho mình trọng kích New Village hai lần. Sau đó cái chiêu E nó hồi mình trọng kích thêm lần nữa là mình có ba lần trọng kích của New Village. Tiếng lầm đứng sang xe khoảng 10 giây á. Rồi, lúc này đứng sang nha, trưởng nè. Trên sân nó đang có 9 hạt, đủ cho mình trưởng hai lần. Trưởng một lần nè. Mới trưởng một lần nó hết rồi. Sau đó anh em có thể trưởng thêm lần nữa. Trưởng thêm lần nữa tại vì trên sân còn 3 bốn hạt kìa. Bóng hạt đủ cho mình trưởng lần nữa. Và sau khi hết cái đó mình nhấn nút E cái, những E lấy 3 hạt mình trưởng tiếp luôn. Là tổng cộng mình sẽ trọng kích được 3 lần mới hết một cái rotation. Nhưng mà trong trường hợp này mình boss mới có một cái trưởng đầu là mình chết rồi. Đó là cái con này là C0 hả anh em. Rất là mạnh, nói chung là có nhiều team ngon lắm nhưng mà mình thấy cái team này giống là xứng đáng được gọi là team giác vàng. Mạnh nhất, tối ưu nhất và đắt nhất không ta? Cũng có thể là đắt nhất tại vì 5 sao không. Khi mà chơi team này mình lưu ý có hai chuyện nha. Thứ nhất là nó không có đánh được quái hệ thủy, gặp hệ thủy bó tay cái đó phải chịu ha, đó điểm chung thôi. Rồi cái thứ hai nữa là khi chơi cái team này á, anh em sẽ bị thọt cái chỗ con Bayou nó sẽ bị thiếu hiệu nạp. Thành ra mình đề xuất là nếu mà anh em chơi cái team này á, thì phải làm sao làm hiệu quả nạp của con Bayou phải 180-200 mới đủ ha, chứ không là mấy con kia có nợ rồi mà Bayou chưa có, nó bị thiếu một chút thì đẩy cái cao cái hiệu quả nạp lên cho Bayou. Là cái lưu ý về cái con cuối cùng, con hồi máu Bayou. Rồi ngoài ra nếu không có Bayou thì anh em có thể xài những con heal khác giống như con Xin cũng được nè, Xin hoặc con Komi, nhưng mà hiệu quả không bằng thôi. Ở đây do video này mình nói là cái team đỉnh, team number one, team giác vàng, cho nên mình sẽ không đi gặp tới mấy cái team đó. Sau video này thì mình sẽ kiếm những team rẻ hơn để mà đăng ha. Rồi chúc anh em có một cái trải nghiệm tuyệt vời với team này nhé. Nếu anh em nào mà có thể nói đây là team này hơi đắt, có thể là vài anh em sẽ không có đủ nhân vật để mà build một team toàn là 5 sao thế này đâu. Nhưng mà mình nói như vậy để anh em biết được cái team ngon để sau này anh em có kế hoạch để dành. Ví dụ giờ mình chưa có Bayou
Mayu đó, để tích tiền thạch cuối cuối Vanô này lấy thêm Mayu nữa đủ tiền nhất vàng ha. Có nhiều con debuff đi ngon với thì Thủy Thần, nhưng mà nó đúng là nó thiết kế dành riêng cho New Village. New Village lấy điểm náo nhiệt cực kỳ lẹ luôn. Đã. Rồi, ok. Video vậy thôi ha. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.